Chào chị Hà nha, chào ba con mèo nha. Chào Dũng. Chào chú thằng này thật á? Thật á? Ôi thám tử Cao ơi, mày tắt chỉ cho mày cho mấy chỗ tớ tài liệu của tổ chức này. Không sợ thế nào em? Hang lầm. Máy xuống đây rồi. Hang lầm làm làm ca ve. Lâm ca ve. Mình đọc nhầm, mình tưởng là Lan ca ve, mình lại nhớ đến con Đinh Lan. Tao đâu có cái mặt mày nói là làm liệu mẹ mày nó chơi con gái mày thủng lỗ đít luôn, bắn tinh trùng vào mồm con gái mày. Mày không biết khán giả đang nghe mày nói hả? Khán giả của mày không phải khán giả của tao, tao sỉ nhục khán giả của mày, tao sỉ nhục thằng cha mày, tao chơi con gái mày, tao ịt mẹ mày, bố mày chơi con gái mày rách lồn luôn, bố bắn tinh trùng vào mồm con gái mày luôn. Mày có con gái mà sao? Mày cũng có con gái mà đúng không? Mày luôn. Mày cũng có con gái mà đúng không? Mày luôn. Mẹ con thằng Hòa, bố mày phun tinh trùng vào mồm con gái mày, tao phun tinh trùng vào di ảnh của thằng cha mày trên mộ mày á, đi cân mẹ mày thằng Hòa, bố mày hiếp dâm con mày, đi mẹ thằng Hòa. Mày có con gái mà sao mày nói chuyện mất dạy vậy là không? Bản thân cô Nguyễn Phương Hằng thì bị Đinh Lan kiện, và đơn của Đinh Lan là một trong những lý do mà cô Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam để điều tra. Trong khi cái cô Đinh Lan này thì xúc phạm cô Nguyễn Phương Hằng nhiều hơn những gì mà cô Nguyễn Phương Hằng nói về cái bà này, và đặc biệt là vu khống bịa đặt cho cô Hằng rất là nhiều chuyện, không những thế còn vu khống cho công ty của người ta. Chính cô này là một trong những nguồn đưa ra những thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Ví dụ như là nói là Đại Nam bị bán, Đại Nam vỡ nợ bao nhiêu ngàn tỷ tài khoản ở ngân hàng này, ngân hàng kia. Chưa hết, cô này còn lên tấn công bên công an Gò Vấp, và thường xuyên lôi ông tướng này, ông tướng nọ vào trong những cái bài phát biểu của mình. Thực sự mà tôi không muốn nói về con người này, nhưng mà tại sao nó cứ trơ trơ như là đá. Nó khiến cho mình cảm thấy không thể chịu đựng nổi á mọi người. Tôi thấy các con người này không cần phải phản biện gì, nó chẳng có cái gì để phản biện, nó nói có cái gì ra đúng đâu mà phản biện, nhưng mà nó cứ trơ ra như là đá vậy. Cho nên hôm nay có lẽ là tôi nói một lần này với cái con đàn bà này nha mọi người, tôi nói cái chữ con đàn bà này không phải là xúc phạm phụ nữ đâu, không phải xúc phạm phụ nữ đâu. Phụ nữ thì là ai cũng phải tôn trọng thôi, mẹ mình là phụ nữ mà, vợ mình cũng là phụ nữ, chị mình cũng là phụ nữ, thậm chí con cái mình sau này nó là phụ nữ, đúng không? Nhưng mà riêng cái con người này là tôi phải gọi là con đàn bà rồi, không thể nào tôn trọng nổi. Bây giờ tôi hỏi cô Đinh Lan này, trước khi cô nói những cái điều tôi hỏi, cô cho tôi hỏi là cô có làm cà phê không? Cô cho tôi hỏi cô có sang bên Lào để làm cà phê không? Cô có ăn trộm bóc của khách hàng không? Bản thân cô thể hiện con người cô như thế nào trên mạng xã hội? Cô lên mạng cô chụp hình khoe ngực khoe mông, tôi hỏi cô này, cô đi nói ông Điền thế này thế khác, tôi hỏi cô có sửa mình không? Cô có độn vú không? Cô có độn mông không? Làm đẹp thì không ai cấm, làm đẹp thì tốt thôi, nhưng mà tại sao cô cứ đi chê bai hết người này đến người khác vậy? Trong khi bản thân cô với cái người của cô có cái nào là thật không? Cô trả lời đi. Thực con người cô đó, bây giờ tôi hỏi cô có làm cà phê không? Cô trả lời đi. Cô có ăn trộm bóc của khách không? Trời ơi, thấy người ta im đây mà bắt đầu ngày nào cũng lên là viết là không chịu nổi luôn, nó cứ chơ ra, không hiểu là cái loại người gì. Đúng là một con đàn bà mà khiến cho người ta không thể là tôn trọng nổi. Nói chung công an quận Người Giáp thôi nha các bạn. Hỏi đi các bạn biết nha, tôi mở lên lớn các bạn coi nha. Đó, tôi sẽ gọi, để một chút xíu tôi sẽ gọi điện thoại lại, tại cho má anh đang bận các bạn. Tôi ảnh gọi lại, các bạn biết ai gọi không? Đó, nhìn nha.
À, tức là anh không có lên mạng, nó đăng vô khống lên mạng em vậy ha. Em có cần làm đơn thưa đó mà, hay là em xuất nó luôn? Em muốn làm, em làm cái đơn, em cứ chờ trong phường, cứ chờ trong phường đi, để anh giải quyết, làm cái anh giải quyết được, em muốn làm trên mạng. Bây giờ làm đơn làm trước phải không? Em cứ trong phường, em cứ đưa trong phường đi, đừng nói em lấy em, đừng nói với anh em phải không? Đưa phường cứ đi gọi gọi chứ không cho bán trẻ làm. Nhưng mà em đâu nói với anh đâu, em chỉ để cái tên lên trên màn hình thôi, đâu nói gì đâu. Trời, em làm chết anh luôn. Không, em để chỉ quận rồi nhấp thôi, còn cái còn cái gì là tùy phải không? Đúng rồi, đừng lỗi số điện thoại cho anh nha. Không, em đâu cho số điện thoại trên mạng đâu, nhưng mà chắc chắn là con Ninh Lan nó không có kiện không anh? Không có, em cứ đập đơn đi, làm điện thoại đúng để cho mấy. Em mà tưởng nó kiện vô khống em lên, em cứu đầu luôn, chứ đừng có nói. Mà nói nghe nè. Nói em bớt học luôn, thì có ai nói gì đâu, em hiểu không? À. Nói vậy muốn làm gì em làm cũng được hết, nhưng mà đừng không pháp lực trước, các anh em mà đã nói tôi nói rồi. Em đã hứa cho anh. Ok, hứa cho anh là không có quậy, ok. Hứa cho anh là không quậy, ok, chắc chắn, tại vì em nói quậy đâu, ok. Đó, em phải là ngày kia được, chứ bây giờ mà em làm quá là dù em cũng có nói chuyện đúng không? Ok. Rồi em. Nói chung là mặc dù anh không gọi rồi nhấp, nhưng mà cái mối quan hệ còn lớn em biết rất gần. Đó, cái mối quan hệ cứ ok, nhưng anh làm chỗ khác còn cao cấp hơn nữa. Mày cái tên anh này mày cứ để anh lại. Hôm qua em xác nhận cái đơn đó, ba em gọi lên em xác nhận cái đơn là em nói anh là nó chưa có đâm đơn, nó đâu đâm đơn. Em trong cái đâm đơn em bóp cái họng luôn. Nó bây giờ giá mà em nói bây giờ 5-7 ngàn cái hát thôi, nhưng mà đường nữa mà. Rồi lão mà đã trình bày, đã kêu anh em trình bày mày rồi, mày không nghe thấy không? Rồi ok, như là nó án, như nói là tội nhiều lắm hả? Trời ơi, bây giờ nó bước nó lên phường, nó khỏi về à? Nó lên phường là nó khỏi về luôn. Ok thôi, nói gì thôi, cho cộng đồng mạng là đang yên tâm. Ok anh nhá. Ok. Anh thấy không?